Mỗi lần mắc lỗi, các bạn học sinh tầm thường sẽ phải viết kiểm điểm để xin lỗi thầy cô giáo bộ môn, thầy cô chủ nhiệm và cả đồng đội cùng lớp. Bên dưới bạn dạng kiểm điểm tầm thường sẽ là cam kết của học sinh, hứa hẹn không bao giờ tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình phạt của thầy cô và nhà trường. Theo mô típ điển hình thì một bạn dạng kiểm điểm chuẩn mực sẽ phải như thế. Tuy nhiên mới đây số đông mạng đã truyền tay nhau bạn dạng kiểm điểm cực kỳ hài hước của một cô bạn học sinh cấp 2. Cấu trúc thì vẫn là kiểm điểm cộng cam kết. Thế nhưng phần cam kết của cô bạn này đọc xong xuôi lại thấy sai sai. Cụ thể như sau. Cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập tự do hạnh phúc. Bản kiểm điểm. Kính gửi, ban giám thị nhà trường. Em tên Đậu Ngọc Trúc Lan, lớp 93. Em xin làm bạn dạng kiểm điểm này vì lý do đi học trễ vào sáng sổ thứ hai. Em xin hứa sẽ không tái phạm nữa. Nếu còn tái phạm, em sẽ nghỉ học ngày hôm đó. Ký tên Đậu Ngọc Trúc Lan. Bản kiểm điểm với lời cam kết lầy lội. Phải nói rằng lời cam kết của cô bạn này quá bá đạo. Đáng nhẽ ra, cô bạn nên hứa sẽ không bao giờ đi muộn nữa. Đằng này cô bạn lại chốt sẽ nghỉ luôn nếu hôm đó đi học muộn. Như vậy chẳng phải tội chồng thêm tội hay sao? Chính sự lầy lội khó đỡ này đã khiến dân mạng không sao nhịn được mỉm cười. Nhiều bạn kể lại những kỷ niệm hài hước liên quan đến bạn dạng kiểm điểm của mình. Tiên học lễ, hậu học văn, đi học trễ, nghỉ học luôn. Hồi xưa viết bạn dạng kiểm điểm vì lý do không làm bài tập, tớ hứa nếu còn tái phạm tớ sẽ bị đuổi ra khỏi lớp và không học môn đó nữa. Thằng bạn tớ năm lớp 12 còn viết là, em viết bạn dạng kiểm điểm vì cô bắt em viết chứ em không có lỗi gì cả, toán không cần phải mang sách giáo khoa đi mà cô cứ ép nên em vẫn không mang. Mà vì chữ quá xấu nên giáo viên đọc cũng không hiểu bạn tớ đang viết gì. Hồi cấp 3 viết bạn dạng kiểm điểm mình chẳng bao giờ viết em xin hứa, vì hứa xong xuôi có làm đâu. Bạn tớ thì viết, nếu tái phạm nữa sẽ kế tiếp viết bạn dạng kiểm điểm. Ảnh chụp màn hình. Hiện tại, bạn dạng kiểm điểm lầy lội này đang chiếm được hơn 15.000 like và 318 bình luận từ số đông mạng. Dù không biết rõ phản ứng của giáo viên sau khi đọc bạn dạng kiểm điểm này như thế nào nhưng chắc hẳn, thầy cô cũng dở khóc dở mỉm cười trước độ lắm chiêu của bạn học sinh này mất thôi.